Theo Vườn Quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, hiện nay có 7 con sếu đầu đỏ đang trú ngụ tại khu A4 và A5 của vườn quốc gia này. Sếu đầu đỏ bắt đầu về vườn từ đầu tháng 2 và cao điểm có đến 11 con. Nguyên nhân sếu về vào thời điểm này là do bãi năng tại khu A4 và A5 phát triển tốt. Đây cũng là bãi ăn chính của loài chim quý hiếm này mỗi khi trở về. Tuy sếu đầu đỏ là loài ăn tạp, nhưng thức ăn mà chúng thích nhất là củ năng kim. Thường đàn sếu sẽ trụ lại đến hết mùa khô rồi sẽ bay đi. Sếu đầu đỏ còn có tên gọi là sếu cổ trụ. Loài này nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt.